lợi ích của thanh hạt dinh dưỡng các loại hạt chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe ngày càng phổ biến bởi sự tiện lợi có thể thay thế một số bữa ăn trong ngày do bao ơ chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe của the today show mỹ nhận định một số người không ăn ăn ít các loại hạt vì sợ chứa nhiều chất béo lượng calo lớn hoặc không thích ăn vì hương vị không hấp dẫn tuy nhiên hạt là loại thực phẩm được nhiều chuyên gia khuyên dùng trong các chế độ ăn như ăn chay ít clean, keto trong hạt chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe con người chỉ cần ăn một lượng nhỏ hàng ngày sẽ đảm bảo cung cấp protein, chất xơ, chất béo không bão hòa và các vitamin, khoáng chất thiết yếu. Hiện nay, với nhiều người, việc chuẩn bị một bữa sáng hay ăn một bữa xế đầy đủ dinh dưỡng cũng là điều nan giải vì mất nhiều thời gian, công sức. Hiểu được điều này, Play Nutritinen cho ra đời sản phẩm thanh hạt dinh dưỡng Nature Healthy. Đây là sản phẩm thuần chay, thành phần chính từ các loại hạt như hạt điều, hạt dưa, hạt bí cùng với các nguyên liệu trong biển, Nam Việt Quốc, gạo lứt. Nắm giúp người dùng tiết kiệm thời gian và vẫn đảm bảo cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể. Đại diện Play Nutritinen cho biết, các nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên, phù hợp với trẻ nhỏ, mẹ bầu, người đái tháo đường tay hai. Chúng tôi áp dụng quy trình khép kín và sử dụng các loại hạt thô. Sử dụng phương pháp sấy lạnh nhằm đảm bảo nguyên vẹn chất dinh dưỡng có trong từng nguyên liệu. Đồng thời, nhằm bảo vệ sức khỏe mọi người, Play Nutritinen không sử dụng hóa chất, đường tinh luyện. Vị ngọt của sản phẩm được lấy từ mật mía và mạch nha. Đại diện hãng cho hay. Hiện sản phẩm thanh hạt dinh dưỡng của Play Nutritinen đang có không ba hương vị chính, nấm hạt điều, nam Việt quốc hạt điều và rong biển hạt điều. Mỗi thanh hạt dinh dưỡng của hãng cung cấp khoảng 130 kcal, có thể thay thế bữa sáng, hoặc sử dụng như món ăn vặt trong các